Chung kết Miss Grand International 2023 diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 68 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới. Mà Despite khá nhiều người hâm mộ đến trước giờ bắt đầu lúc 19 giờ, tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn đứng chờ bên ngoài khi đội ngũ an ninh kiểm tra vé. Đội ngũ an ninh sau đó thông báo chỉ cho phép khán giả sở hữu vé VIP vào bên trong, trong khi người mua vé phổ thông vẫn chưa thể vào được. Khoảng hơn 45 phút sau đó, nhiều người hâm mộ vẫn phải đứng chờ ngoài cổng và thể hiện sự bất mãn tình trạng hỗn loạn lan tỏa, có người yêu cầu ban tổ chức hoàn trả tiền vé, trong khi người khác cảm thấy bị lừa dối. Cô Thúy Vi, một khán giả, chia sẻ rằng cô và nhóm bạn của mình đã đến sân vào lúc 16 giờ, nhưng không thể vào bên trong, và họ cảm thấy thiếu sự tôn trọng từ ban tổ chức. Cô cho biết họ đã bỏ tiền mua vé và hy vọng được đối xử tốt hơn. Sự kiện đã bắt đầu hơn một giờ, nhưng họ vẫn đứng ngoài và không nhận được giải thích nào từ ban tổ chức nhiều người khán giả lên án việc chỉ có một cổng soát vé cho hạng vé phổ thông khiến thủ tục kéo dài và hàng xếp hàng dài theo họ ban tổ chức có thể tổ chức nhiều cổng soát vé hơn để rút ngắn thời gian xếp hàng